cho đến khi sắp diệt độ tại thành Câu Thi Na giữa hai cây sa la. Ta làm đại sư tử rống hiển bày pháp thường trụ, quyết định nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phàm là có tâm nhất định sẽ làm Phật. Niết bàn cứu cánh thường lạc ngã tịnh, điều khiến an trụ trong tạng bí mật. Tức cùng hải hội Hoa Nghiêm trong Tam Muội Sư Tử tần giáp đại chúng được đốn chứng, không có sai biệt. Đoạn này trích trong kinh Đại Niết Bàn. Khi Đức Phật sắp nhập diệt ở giữa hai cây sa la, Ngài quyết định nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và nhất định sẽ thành Phật. Nếu họ tu hành viên mãn như Ngài thì được Niết Bàn, có đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Lời này với lời nói đốn chứng trong kinh Hoa Nghiêm không khác. Ta đã đối với người nên độ đều độ xong, người chưa được độ đã làm nhân duyên được độ. Cho nên ở giữa hai cây vào định đại tịch diệt, phản bổn hoàn nguyên, cùng tất cả chư Phật mười phương ba đời thường trụ pháp giới, thường tịch thường chiếu vậy. Đoạn này cũng trích trong kinh Niết Bàn. Ngài nhập Niết Bàn như phản bổn hoàn nguyên, còn gọi là lá rụng về cội hay nước chảy về nguồn, nghĩa là thân Phật Thích Ca ở Ấn Độ là quá thân. Khi duyên độ sanh đã mãn, Ngài thị tịch và trở về pháp thân thường tịch thường chiếu, ấy là chỗ chung của chư Phật mười phương ba đời. Đoạn văn trên đây ở trong các kinh chép lời Phật tự nói, sanh lục lại muốn liên tục phù hợp nên có thay đổi và thêm bớt ít chữ. Chỉ và hàng trên lấy lời tựa kinh Hoa Nghiêm là dùng đề kinh để hiển bày ý Phật, không phải lời Phật nói. Những đoạn văn nói về bản ý của Phật trên đây, Ngài Khuê Phong trích ở ba bộ kinh Pháp Hoa, Niết Bàn và Hoa Nghiêm, nói lại thành một đoạn văn dài, đọc cho dễ hiểu và biết được mục đích duy nhất của Đức Phật ra đời. Do đó, Ngài có thêm, bớt và sửa đổi một vài chữ cho mạch văn liên tục. Xin đem bản ý Phật tự nói này phán định ba thứ giáo và tông ở trước. Đâu thể nói quyền thật một loại, đâu thể nói trước sau là hai pháp. Thiền tông so với kinh điển, ai bảo là chẳng đúng, thầm muốn hòa hồi bởi lẽ này vậy. Ai nghe lời này và không dứt nghi, nếu cứ chấp nê thì tôi không thể nói lại được. Ngài lặp lại các ý trước để so sánh thiền tông và kinh điển có ba chỗ hòa hợp. Nhưng ở trên đã dẫn Phật tự bảo, ta thấy chúng sanh đều thành chánh giác, lời nói căn đồn si mù, lời nói in tuồng trái nhau. Tôi muốn giải thích ngay trong đó, sợ e lẫn lộn lời Phật, câu văn xen lộn, nay ở sau đây mới hoàn toàn y cứ Thượng Đại Tổ Sư Bồ Tát Mã Minh nói đủ chúng sanh một tâm mê ngộ, gốc gọn trước sau đều hiện rõ. Tự nhiên thấy tức Phật là chúng sanh lăn lộn trong sinh tử, tức chúng sanh là Phật lặng lẽ niết bàn. Tức đốn ngộ là tập khí niềm niềm đang sanh, tức tập khí là đốn ngộ tâm tâm tịch chiếu. Chính chỗ nói trái nhau của Phật tự thấy không trái vậy. Đoạn văn trước có hai câu in tuồng mâu thuẫn, ta thấy chúng sanh đều thành chánh giác và căn độ si mù. Lẽ ra Ngài Khuê Phong và giải thích ngay, nhưng sợ lẫn lộn với lời Phật nói, nên đoạn này Ngài dẫn chứng lời của Bồ Tát Mã Minh để giải thích. Đứng về mặt thể thì tức Phật là chúng sanh lẫn lộn trong sinh tử, bởi vì chúng sanh ai cũng có Phật tánh, nhưng vì vọng tưởng che lấp mê mờ bị nghiệp lôi kéo, Phật tánh đi trong sinh tử. Về mặt dụng thì Phật cũng là một chúng sanh như chúng ta, nhưng Ngài dẹp hết vọng tưởng chấp trước nên Ngài được Niết Bàn đốn ngộ là tập khí niệm niệm đang sanh, nghĩa là khi đốn ngộ tự tâm mà tập khí vẫn còn. Tức tập khí là đốn ngộ tâm tâm tịch chiếu, nghĩa là khi dẹp hết vọng tưởng thì tâm lặng lẽ mà thường chiếu soi. Khi nhìn trên bản thể thì Phật nói tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Đứng về mặt dụng, Phật nói chúng sanh căn độn si mù, do đó chúng ta thấy không trái nhau vậy. Bởi vì phàm phu trong lục đạo hiển thánh nơi tam thừa căn bản, thảy là linh minh thanh tịnh, nhất pháp giới tâm, tánh giác bảo quang, mỗi mỗi đều viên mãn, vốn chẳng gọi chư Phật, cũng chẳng gọi chúng sanh. Chỉ do tâm linh diệu này tự tại không giữ tự tánh, nên tùy duyên mê ngộ tạo nghiệp thọ báo, bèn gọi là chúng sanh. Tu thánh đạo chứng chân như, bèn gọi là chư Phật. Chư Phật hiền thánh và chúng sanh đều có tánh giác, nhưng quên tánh giác mê vọng tạo nghiệp
nên làm chúng sanh. Nếu y theo thánh đạo tu hành, sống với tánh giác thì làm Phật. Vậy chỉ đổi quên thành nhớ là từ phàm phu trở thành thánh giả. Vì gốc của phàm phu sanh tử là vô minh, hết vô minh thì giác ngộ thành Phật. Tuy chúng ta còn nhiều mê lầm, nhưng cũng có niềm vui và chắc chắn mình sẽ thành Phật. Nếu chúng ta tiến tu thì không còn mặc cảm là mình vô Phật. Lại tuy tùy duyên mà không mất tự tánh, nên thường không hư vọng, thường không biến đổi, không thể phá hoại, chỉ là nhất tâm, bèn gọi là chân như. Nhất tâm này thường đủ hai môn, chân như sanh diệt, chưa từng tạm thiếu, nhưng trong môn tùy duyên phàm thánh không nhất định. Nghĩa là xưa nay chưa từng giác ngộ, nên nói phiền não vô thủy. Nếu ngộ tu chứng thì phiền não dứt hết, nên nói phiền não hữu chung. Song thật không riêng thủy giác, cũng không bất giác, rốt ráo bình đẳng. Cho nên nhất tâm này sẵn có hai nghĩa chân và dòng, hai nghĩa lại mỗi cái có hai nghĩa, vì thế thường đủ hai môn chân như và sanh diệt. Tùy duyên mà bất biến nên gọi là không mất tự tánh, vì tự tánh không biến đổi, không có gì phá hoại được, nên còn gọi là nhất tâm. Nhất tâm có đủ hai môn chân như và sanh diệt. Chân như thì bất biến, sanh diệt thì tùy duyên, thành phàm thành thánh không nhất định. Nghĩa là từ xưa do quên tánh giác phiền não nổi lên, nên nói phiền não vô thủy. Hiện tại nếu chúng ta nhận ra tánh giác, y nơi đó khởi tu thì chắc chắn phiền não sẽ hết, nên nói phiền não hữu chung. Mỗi cái có hai nghĩa, chân có hai nghĩa bất biến và tùy duyên, dòng có hai nghĩa, thể không và thành sự. Nghĩa là do chân như bất biến nên cái dòng thể không là môn chân như, do chân tùy duyên nên cái dòng thành sự là môn sanh diệt. Bởi sanh diệt tức chân như nên các kinh nói không Phật không chúng sanh, xưa nay là tướng niết bàn thường tịch diệt, là do chân như tức sanh diệt nên kinh nói pháp thân trôi lăn trong năm đường gọi là chúng sanh. Ví dụ hiện tại quý vị tỉnh táo là đang sống với chân như, nhưng một lát ra đường gặp việc không vừa lòng, nổi sân la lối là vọng. Cái vọng thể nó không do cái chân tùy duyên nên cái vọng mới thành sự. Sanh diệt là tướng, chân như là thể. Ngay nơi tướng thấy được thể nên nói không Phật không chúng sanh, xưa nay là tướng niết bàn thường tịch diệt. Là do chân như tùy duyên nên nói pháp thân trôi lăn trong năm đường gọi là chúng sanh. Căn cứ trên hình tướng sai biệt mà nói, chứ pháp thân không biến dịch đổi thay. Tu là dẹp hết vọng niệm sanh diệt mê lầm, sống với cái tỉnh giác hằng có nơi mình, tức là sống với ông Phật của chính mình. Nếu mê lầm mãi thì ông Phật ấy ẩn đi. Vậy chúng ta có nên vào rừng lên non để tìm Phật không? Càng tìm càng xa. Chỉ một phen tỉnh giác quay đầu là ông Phật hiện tiền. Đã biết mê ngộ phàm thánh ở trong môn sanh diệt, nay ở trong môn này bày đủ hai tướng phàm thánh, chân vọng hòa hiệp, không phải một, không phải khác, gọi là thức A Lại Gia. Thức này tại phàm xưa nay thường có hai nghĩa, giác và bất giác. Giác là gốc của hiện thánh trong tam thừa, bất giác là gốc của phàm phu trong lục đạo. Nay chỉ bài phàm phu gốc và ngọn tổng hợp có 10 lớp. Luận Đại Thừa Khởi Tính nói, mê ngộ, phàm thánh đều ở trong môn sanh diệt. Duy thức học thì A Lại Gia thức chứa cả chủng tử nhiễm và tịnh, gồm có chân và dòng, nên A Lại Gia thức còn gọi là hàm tàng thức. Thức này có hai nghĩa, giác gốc của hiền thánh, bất giác gốc của phàm phu. Ngài nêu lên 10 lớp gốc ngọn của phàm phu. Một, tất cả chúng sanh thảy đều có chân tâm bản giác, thừa nhận mọi người đều có chân tâm bản giác. Hai, chưa gặp thiện hữu chỉ bày, xưa nay sẵn có bất giác. Mọi người đều có chân tâm bản giác, nhưng chưa gặp Phật hay thiền tri thức chỉ, nên không biết, sống với cái bất giác mê muội. Ba, bất giác nên sẵn có niệm khởi, do mê muội nên vọng niệm giấy khởi phân biệt theo tình chấp đối đãi. Bốn, niệm khởi nên có tướng hay thấy, vì niệm khởi nên có tướng hay thấy gọi là năng. Năm, do có thấy nên căn thân thế giới vọng hiện. Có tướng hay thấy là năng, có tướng bị thấy là cảnh, sở. Tướng hay thấy là chủ thể, tướng bị thấy là khách thể,
nên năng sở chủ khách phân chia giọng đọc. 6. Không biết những tướng này từ niệm của mình sinh khởi, chấp là thật có, gọi là chấp pháp. Cảnh do tâm mà có, nhưng không biết, bèn cho là thật có, nên gọi là chấp pháp. 7. Bởi chấp pháp thật, nên thấy mình, người, sai khác, gọi là chấp ngã. Vì chấp pháp thật, nên có chấp ngã. 8. Chấp thân tứ đại này làm thân ta, nên sẵn có tham ái. Khi gặp các cảnh hợp tình, buông lấy tô đắp cho ngã. Khi gặp cảnh trái ý, lo sợ làm tổn hại ngã, nên giận hờn. Tình chấp ngu si so tính các thứ. Tới giai đoạn thứ 8 là giai đoạn tạo nghiệp. 9. Do đây nên tạo các nghiệp thiện ác. Bởi chấp thân tứ đại thật là mình, nên vì đó mà tạo tất cả nghiệp thiện, nghiệp ác. 10. Nghiệp thành thì khó trốn, như bóng theo hình, gian theo tiếng, nên chịu tướng khổ vui do nghiệp dẫn trong lục đạo. Khi nghiệp thành rồi thì thọ quả báo khổ hay vui trong sáu nẻo, như bóng theo hình, khó bề trốn khỏi. Góc ngọn của phàm phu qua 10 lớp trên đây, nguyên nhân chính khiến chúng sanh lưu chuyển trong lục đạo là mê tánh giác, bất giác. 10 lớp trên đây sanh khởi theo thứ bậc, quyết mạch liên tiếp, hành tướng rất rõ, chỉ nhằm lý quán tâm mà xét nét thì thấy được rõ ràng. Dùng lý quán tâm, tức là quán sát lại tướng trạng của tâm mình, thì thấy nó vận hành rất rõ ràng. Kế, biện, sau khi ngộ tu chứng lại có 10 lớp, vì trái dòng, tức chân, nên không có pháp riêng, song mê ngộ nghĩa khác, thuận nghịch thứ lớp sai thù. Trước là mê chân theo dòng, từ di tế thứ lớp sanh khởi lần lượt đến thô. Sau là ngộ dòng về chân, từ lớp thô trượt, thứ bậc đoạn trừ lần lượt đến tế. Do trí hay lật lại từ càng đến sâu, chứng thô dễ dẹp thì dùng trí càng hay trừ, hoặc tế khó trừ thì dùng trí sâu mới đoạn được. Cho nên 10 lớp sau là từ ngọn phá ngược lại, lần ngược để phá 10 lớp trước. Chỉ lớp 1 ở sau và lớp 2 ở trước có chút ít sai khác. Khi mê thì mê từ tế lần lần đến thô, khi ngộ thì từ thô lần lần đến tế. Nhưng chứng thô thì dễ dẹp, mà hoặc tế thì khó trừ. Ví dụ bệnh sân với người chưa tu, khi nghe nói một câu trái tai liền nổi sân, miệng la, tay chân cử động, đó là bệnh sân quá thô lộ ra ngoài hành động. Với người biết tu, khi nghe nói trái tai thì ráng nhẫn nhịn, tuy bệnh sân không lộ ra ngoài nhưng trong lòng vẫn bực bội, và khi gặp người nói ấy trong lòng không vui. Người biết tu bệnh sân tế hơn người không biết tu. Tiến lên một đất nữa là người biết tu, khi nghe chuyện trái tai hay gặp việc quan ức thì quán sát rằng việc đó là giả dối, chợt khởi rồi mất, không bận tâm. Tuy nghĩ như vậy nhưng lát sau bản ngã trồi lên biện hộ: mình đối với người quá tử tế, người đối với mình quá ư tệ bạc. Tuy trong lòng không bực bội lắm, nhưng phải dùng trí thật mạnh mới dẹp được những dòng niềm lăng xăng ấy, tâm mới trở lại trạng thái bình thường an ổn. Chướng càng tế thì càng khó dẹp, phải dùng trí tuệ mạnh mẽ mới dẹp được. Sau đây, Ngài nêu lên 10 lớp khi ngộ từ thô trở về tế. 1. Có chúng sanh gặp thiện tri thức chỉ bày bản giác chân tâm, đời trước đã từng nghe, nay được giải ngộ, tứ đại không phải ngã, ngũ quẩn đều không, tin chân như của mình và đức của Tam Bảo. Có người gặp được thầy bạn tốt, chỉ cho họ nhận ra nên mình có bản giác chân tâm, liền được giải ngộ. Biết rõ thân tứ đại này chẳng phải ngã, năm quẩn đều không, tin chắc mình có cái chân tâm và đầy đủ niềm tin đối với Tam Bảo, tâm không lui sụp. 2. Phát bi trí nguyện thệ chứng Bồ Đề. Biết chắc mình sẵn có chân tâm, liền phát nguyện bi trí tu chứng đạo giác ngộ. 3. Tùy phần tu tập bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và chỉ quán để tăng trưởng gốc tinh. Đây là áp dụng pháp tiệm tu, từ từ gốc tinh càng ngày càng vững càng sâu. 4. Tâm đại Bồ Đề từ đây hiển phát, do đó mà tâm Bồ Đề càng ngày càng phát triển. 5. Do biết pháp tánh không tâm keo xẻng, biết rõ từ tánh các pháp nên tâm không lẫn tiếc, sẵn sàng làm lợi ích cho mọi người. 6.
tùy thuận lực dụng, tu hành sáu pháp ba la mật, ngã pháp cả hai đều mất, không mình không người, thường không thường quyển. Đồng thời áp dụng tu sáu pháp ba la mật của Bồ Tát, phá được ngã chấp và pháp chấp, luôn thấy tất cả đều như quyển hóa. 7. Đối sắc, hình sắc, tự tại, tất cả được dung thông. Đối với mọi hình sắc tướng mạo không dính mắc, nên đối với tất cả đều được dung thông tự tại. 8. Đối tâm tự tại, không đâu chẳng chiếu. Khi hết vọng tưởng, tâm được an nhiên tự tại, không có gì làm chướng ngại, tâm trùm khắp tất cả chỗ. 9. Phương tiện đầy đủ, một niệm tương ưng, biết tâm mới khởi, tâm không có tướng mới. Lìa niệm di tế, tâm liền thường trụ, giác tột nguồn mê, gọi là giác cứu cánh. Tất cả những niệm di tế giấy khởi nơi tâm đều biết tường tận, do đó nên lìa được tất cả niệm di tế, tâm thường trụ, ấy là giác tột nguồn mê, hay còn gọi là giác cứu cánh. 10. Tâm đã không niệm thì không có thủy giác, mới giác, riêng khác. Xưa nay bình đẳng đồng một cái giác, thầm hợp với nguồn tâm căn bản chân tịnh, ứng dụng như cát bụi, tột đời vị lai, thường trụ nơi pháp giới, có cảm liền thông, gọi là đại giác tôn. Phật không có Phật khác, chỉ là Phật xưa, vì không có mới thành. Thấy khắp tất cả chúng sanh đồng thành đẳng chánh giác. Lớp thứ 10 nói, hành giả tâm sạch hết vọng tưởng, thủy giác hợp cùng bản giác bình đẳng, không hai. Mỗi chúng ta sẵn có tánh giác, gọi là bản giác, nhưng vì quên, nhờ thiện hữu tri thức chỉ mới nhận ra mình có tánh giác, gọi là thủy giác. Nhờ thủy giác chiếu soi, phá trừ vọng tưởng chấp trước, trở về với bản giác. Nhưng khi đến chỗ cứu cánh, thì cái niệm chiếu soi di tế cũng phải buông luôn, để thủy giác hợp cùng bản giác không hai. Lúc đó gọi là thành Phật đại giác tôn, đầy đủ thần thông diệu dụng. Tạm nói thành Phật, thật ra là trở về với cái sẵn có nơi mỗi người. Cho nên nói ông thành Phật xưa, chứ không có ông Phật mới thành. Đó là 10 lớp ngộ từ thô đến tế. Mê cùng ngộ, mỗi cái có 10 lớp thuận nghịch ngược nhau, hành tướng rất rõ. Lớp thứ nhất sau đối với lớp thứ nhất, và hai ở trước. Lớp thứ 10 sau hợp với lớp thứ nhất trước. Ngoài ra 8 lớp sau thứ tự ngược lại để phá 8 lớp trước. Phần trước ngộ bản giác của lớp thứ nhất là ngược lại bất giác thứ hai. Trước do bất giác trái với bản giác, chân vọng ngược nhau, nên khai làm hai lớp. Này do ngộ nên thầm hợp, thầm hợp nên thuận nhau, không có mới ngộ riêng. Vì vậy hợp làm một. Nếu y cứ thứ lớp nghịch thuận thì một này lật ngược 10 lớp trước. Lớp thứ nhất sao nói mỗi người đều sẵn có chân tâm bản giác, nhưng quên, nay nhờ thiền tri thức chỉ bày nên nhận ra, gọi là giải ngộ. Lớp thứ nhất và thứ hai trước nói tất cả chúng sanh đều có chân tâm bản giác, chưa gặp thiền tri thức chỉ bày nên bất giác. Do đó nói lớp thứ nhất sau và lớp thứ nhất thứ hai trước đối nhau, tức là nghĩa ngược nhau. Lớp thứ 10 sau nói tất cả chúng sanh đều thành chánh giác. Lớp thứ nhất trước nói tất cả chúng sanh đều có chân tâm bản giác. Hai lớp này phù hợp nhau. Nếu y cứ thứ lớp thuận nghịch, lớp thứ nhất sau lật ngược 10 lớp trước, như lớp thứ nhất sau nói, khi chúng ta ngộ được chân tâm thì biết thân mình không thật, thấy ngũ quẩn đều không, đó là phá được chấp ngã. Gốc của sự tu là phá ngã, có phá ngã mới hết mê lầm. Do đó nên nói, nếu người đạt được 10 lớp ngộ sau là phá được 10 lớp mê lầm trước.